Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái mẫu xe đạp thường chế thành xe đạp điện này. Động cơ Sanyo 24V 250W, động cơ này của Nhật Bản, Nhật nội địa nhé. Cái dòng này thì nó ăn rất là nhẹ điện thôi. Và cái lắp đằng trước này, cái động cơ lắp đằng trước thì nó rất là tiện cho cái việc sửa chữa xe đạp mình sau này. Ví dụ như các bạn có thay xăm lốp hoặc là làm gì, chỉ cần rút cái rắc cắm ở đây ra là các bạn có thể nhấc được cái bánh ra ngoài, không liên quan đến dây điện. Nó rất là thuận tiện cho việc sửa chữa. Đây là aquy này, hai chiếc này. Lắp aquy ở đây thì nó không vướng cái vị trí ngồi mà cũng không vướng vị trí lên xuống. Đối với phụ nữ thì thường thường là chân thấp thì người ta thường hay tụt người khỏi yên, xong rồi người ta nhảy xuống phía trước, người ta chống chân. Vậy cái hộp nắp ở đây nó hoàn toàn là bình thường, không vướng. Thứ hai nữa là nó rất là nhẹ nhàng thôi. Cái xe này nắp lên thì nó chỉ thêm mất có khoảng 10kg nữa thôi. Đấy, rất là nhẹ. Và cái việc lắp aquy vào cái vị trí trung tâm này ấy, thì xe nó cân đối hơn là việc mình lắp cái aquy vào phía đằng sau. Lắp cái aquy phía đằng sau ấy thì nó nặng xe lắm, đi nó vẩy đuôi. Đấy, nó... Đấy, đèn còi thì đầy đủ. Đèn thì đèn trợ sáng luôn. Đây, lắp đèn trợ sáng này. Hai cái aquy này thì nó cũng đi được khoảng 30 đến 35 km, tùy theo quãng đường và tùy theo tải trọng. Có người nhẹ thì đi đường trường thì nó đi được khoảng 40 cây, mà người nặng đi đường sóc gồ ghề thì nó được khoảng 30 cây. Cái này nó chỉ là tương đối thôi. Đấy. Có nhiều bạn ấy thì cái xe này thì giá hiện tại của nó mình làm lên cả xe nó đồ là 3,4 triệu. Ngày xưa làm thì giá 3,1 triệu ấy, nhưng đợt này đồ nó lên nhiều. Nhiều bạn đi vào bình luận bảo là giá 3,4 triệu thì mua được con xe đạp điện cũ ngon rồi. Thì cái đấy thì nó không khác gì so sánh cái bánh mì với cái bánh bao thôi. Nó hoàn toàn là khập khiễng. Vì vậy các bạn là mỗi người một ý. Mình làm cái xe này lên ở đây thì đa số những cái tầm người trung tuổi người ta thích, bởi vì là xe nó dắt đi dắt lại nó nhẹ nhàng, tốc độ vừa phải, nó khoảng 20-22 km/h. Xe nó rất là nhẹ, hết điện nó đạp nó cũng bình thường như xe đạp thôi. Đấy, vì vậy là người ta thích. Còn các bạn thích tốc độ cao, thích quãng đường xa, thích xe nó đầm thì các bạn mua xe cũ, mua xe mới, cái đấy là mình không phủ nhận. Và đồ tốt thì nó thực sự được đánh giá là phù hợp với người sử dụng, chứ không phải đồ nhiều tiền là đồ tốt. Đấy là quan niệm của mỗi người. Vì vậy thì các bạn lưu ý. Hải ơi, ra quay hộ cậu tí. Đấy. Thì đi thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Đối với những cái người mà mới tập đi thì cứ đạp xe vài vòng, xong là mình kéo ga. Đây mình lắp xe nhưng nó hoàn toàn có chế độ an toàn. Ví dụ các bạn bóp phanh điện này vào thì các bạn kéo ga nó sẽ không chạy nữa, bởi vì nó là chế độ ngắt phanh điện. Đó. Rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, các bạn thấy video của mình hay, hoặc là các bạn có muốn hỏi về cái cách lắp đặt như nào thì bên mình chia sẻ hết, không có cái vấn đề gì ở đây cả. Cái này mình cũng không có giấu giếm cái gì hết. Đấy, còn thiết bị thì nếu các bạn thích thì các bạn có thể mua thiết bị về lắp vào cái xe nhà mình cũng được. Không thì mình mua cả xe.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.